Đây quý khách nhá. Đây em quay chi tiết cho quý khách xem. Cái bộ thảm lót sàn của xe Toyota Fortuner. Đó. Thì sản phẩm bên em thì gồm có bốn cái tấm lớn như này, đó, gồm hai cái tấm liền ở tấm rời ở hàng ghế trước và hai một băng liền hàng ghế sau và một tấm của hàng ghế thứ ba. Đó. Thì chất liệu thì bằng cao su này, cao su đúc nguyên khối này dành riêng cho xe Fortuner quý khách nhá. Đó. Độ dày của nó phải đến 1 cm luôn. Đó, quý khách nhìn đi, rất là dày dặn. Đó, 1 cm. Đó, bề mặt của nó thì có các cái vân thổ ong để cho nó chống trơn chống trượt này, chống bám bụi này, nó đọng nước lại và cát bụi nó không bị bay trong xe. Đằng sau thì nó có luôn cả cái các cái gai như thế này để chống trơn chống trượt quý khách nhá. Trên đây thì có in cái chữ Fortuner, tức là dành riêng cho xe Fortuner, không lẫn đi đâu được. Đó. Cái địa chỉ shop thì là 14 Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Quý khách đặt hàng mua hàng là cứ liên hệ với shop nha. Shop đồng ý giao hàng ship hàng trên toàn quốc. Hàng thì cực kỳ chắc chắn, vừa vặn và đẹp mắt luôn. Rồi, xin cảm ơn quý khách nha.